Với tinh thần sẻ chia, chung sức đồng lòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc huyện Thoại Sơn đã và đang triển khai hiệu quả công tác kêu gọi vận động hỗ trợ từ các cá nhân, đơn vị và nhân dân trong và ngoài huyện tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, huyện Thoại Sơn đã đón nhận người dân từ các tỉnh, thành phố, Hồ Chí Minh về địa phương trên 6.512 người. Để chăm lo chu đáo, an toàn cho người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn phối hợp với Ban chỉ đạo huyện và các tổ chức thành viên vận động tiền mặt và hiện vật. Đến nay, tổng trị giá 4 tỷ 432 triệu đồng để hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch và người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn phối hợp vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ thực hiện gian hàng không đồng, chuyến xe không đồng với tổng số tiền và hiện vật trên 8 tỷ đồng. Qua đó đã phát 57.413 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, cơ nhỡ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tiếp nhận tiền hiện vật và sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả các nguồn lực ủng hộ, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo tốt an sinh xã hội, kiểm soát dịch tốt tại địa phương.